Thực sự là một kịch bản không thể tin được, không thể tin được. Thì đạo số 9 bên phía của đội PSV Eindhoven đó là Dorian Mane đã có một trận đấu điên rồ, anh đã có một cú đúp trong trận đấu này và giúp cho PSV vượt qua Omonia Nicosia với tỷ số 2-1. Wow, chúc mừng PSV, nhưng rất chúc mừng đáng chúc mừng nhất đó là đội số 9 Dorian Mane. Lucia Perez.